Xin chào tất cả các bạn nhỏ. Ngày hôm nay thì anh Thắng sẽ hướng dẫn các bạn làm đèn lồng trung thu. Và để làm được đèn lồng trung thu thì đầu tiên chúng ta cần chuẩn bị 3 tờ giấy màu khác nhau. Các bạn có thể tự lựa chọn theo ý thích của mình. Gồm có dập ghim, kéo, bút dạ hoặc là bút chì, thước kẻ, duy băng và băng dính hai mặt. Bây giờ chúng ta cùng bắt đầu làm thôi.